Hello anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái con tai nghe chống ồn mới của Sony, đó là con tai nghe MDH-XM3. Thì cái con DH-XM3 này là nó được giới thiệu, nó được phát triển lên từ cái con mà DH-XM2. Thì cái con XM3 này thì trông nó không có giống, ý độn trông nó khá là giống với con XM2, nhưng mà cái điểm khác là ví dụ như con kia thì nó xài cổng micro USB, thì con này nó xài cổng USB Type-C. Thì cái con này nó khác với lại con XM2, và nó khác với con X đầu nó là khác cái gì? Khác nhiều nhất là ở ngoại hình và về pin. Về ngoại hình thì con XM3 này nó có cái, nó không còn cái cúp của nó không còn được là bọc da nữa rồi, và nó cũng không còn cái lớp sần luôn rồi, mà cái cúp này nó chỉ là một cái cúp nhựa, nó phủ cao su non thôi. Rờ nó không có, rờ thì nó láng tay lắm, nhưng mà mình thì mình không có thích cái này lắm. Tại vì nó in dấu vân tay và nó khá là dễ bị bẩn. Cái thứ hai nữa là cái con XM3 này nè, thì cái cúp, cái headband của nó thì hồi trước là cái con XM2 á, nó bằng kim loại. Rồi nó có một số cái chi tiết kim loại trên headband và trên earcup giúp cho cái nhìn nó có vẻ nó cứng cáp và nó cầm nó sturdy hơn, nó cứng cáp, nó rắn rỏi hơn. Nhưng mà con XM3 này thì tất cả các chi tiết từ headband cho tới earcup nó đều bằng nhựa hết. Và Sony họ lý giải là tại vì con XM2 á thì vẫn bị consumer kêu là nó nặng quá, thế nên là việc đổi sang nhựa này thì nó giúp giảm bớt 25g, thì nó cũng là cầm nó thì đúng là nó nhẹ hơn con XM2 thật. Và các bạn cũng yên tâm là cái khung, cái lõi xương của headband á của XM3 thì nó vẫn là lõi kim loại như bình thường ha, để nó tránh, để nó cho nó co giãn, nó thoải mái và nó có cái độ bền cao, cũng giống như là cái tính đàn hồi tốt. Cái con XM3 này ở khi mà nhìn thì nhìn nó khác, nhìn nó không khác gì so với con XM2, nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng á thì các bạn sẽ thấy là nó hơn rất là nhiều so với con XM2 ở cái chế độ chống ồn của nó. Trời, con này là chống ồn dã man luôn, cái đeo vô mà không, gần như là không thấy gì, không nghe được thấy gì ở bên ngoài luôn đó. Nếu như mà các bạn bật nhạc lên nữa thì hẳn là các bạn sẽ bật giống như là bật chế độ điếc vậy đó. Ở bên cạnh của nó thì nó sẽ có thêm một vài cái, ví dụ giống như là cái nút ambient sound mode này thì các bạn có thể là bật hoặc tắt để các bạn vừa nghe nhạc, các bạn vừa nghe được âm thanh bên ngoài, hoặc là các bạn bật tắt, hoặc là các bạn chỉnh theo cái kia chế độ là nó không thu âm thanh bên ngoài luôn. Và cái con này anh em thì nó vẫn giữ được cái sound engine của Sony, đó là nếu như mà ai mà khi mà mình đeo nó lên như thế này nè, thì nếu mà mình để cái tay của mình, mình để bên tay bên phải này nè, thì mình để nó lên như thế này, thì có nghĩa là lúc đó mình có thể tương tác với môi trường bên ngoài, mình có thể nghe được môi trường bên ngoài. Các bạn có thể vuốt từ điểm A sang điểm B, vuốt như vậy nè mọi người, đó, vuốt qua đây là để qua bài, vuốt như thế này là để lùi bài, vuốt lên vuốt xuống là bằng một ngón thôi nha, vuốt lên vuốt xuống là để tăng hoặc là giảm âm lượng, nhấp hai cái để play pause và cũng như là nhận cuộc gọi đó. Thì cái con này về âm thanh, về chất âm của con XM3 này thì nó tối hơn, nó đặc hơn, bass nó quýnh dày hơn. Nó thay đổi rất là nhiều về bass, còn beat và treble thì mình cảm thấy là nó không sáng và nó không có trong bằng cái con XM2. Thì nếu như mà anh em nào mà thấy lấy con này để nghe nhạc pop, nhạc rock hoặc là nhạc sôi động thì con XM3 này nó hợp hơn, và nó thể hiện những cái nhạc đó nó có lửa hơn là con XM2, trong khi con XM2 thì lại nghe tiếng của nó tình cảm và tiếng của nó trong sáng rõ ràng hơn. Rồi mình cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Take a body's high.